Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới dự án 6 căn nhà với diện tích từ 60 đến 70 mét vuông, thiết kế và xây dựng từ 3 cho tới 4 tầng quý vị ạ. Và với cụm dự án này thì đang trong quá trình hoàn thiện những khâu cuối cùng để có thể bàn giao nhà cho khách. 6 căn thì đã bán 3 căn và chỉ còn 3 căn. Với quỹ căn diện tích rộng như thế này, đường ngõ thì một xe ba gác, một xe máy tránh nhau, cách khoảng tầm 100 mét là ra tới trục đường ô tô đi lại cũng như là chỗ gửi xe ngày đêm thoải mái. Vị trí của nó giáp với địa phận Hoài Đức và Yên Nghĩa, cụ thể thì nó thuộc Đại Thành Quốc Oai mọi người nhé. Và cụm dự án này thì sổ sách riêng biệt từng căn, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn. Đây quý vị có thể nhìn thực tế, trước mỗi căn nhà là có đồng hồ nước riêng và thiết kế của cái ngôi nhà là riêng biệt hết từng căn, cổng, sân riêng mọi người ạ. Ngọc Anh sẽ review một trong số những căn nhà này để gửi tới cho quý vị. Ở đây thì có căn thiết kế 3 tầng, có căn thiết kế 4 tầng. Nhưng mà nói chung là thiết kế kiểu cũng tương tự giống nhau ấy. Hướng nhà là hướng Đông Nam mọi người nhé. Hướng nhà là hướng Đông Nam. Hiện tại với cái căn nhà này thì em đang đứng ở phần trước sân của nó, sân riêng, cổng riêng để quý vị để xe máy ở bên ngoài. Và cái khoảng sân này cũng tương đối là rộng để quý vị để vài chiếc xe máy vẫn là ok. Rồi là cổng thì thiết kế ở đây là cổng sắt sơn tĩnh điện, rất là chắc chắn, an toàn. Căn nhà này thì đang trong quá trình hoàn thiện này, về phần sơn này, phần lắp điện nữa là xong hết. Mời mọi người, em sẽ quay review qua để mọi người có thể hiểu được xem là cái căn nhà này, tưởng tượng ra căn nhà này thiết kế như thế nào. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà, ngoài đang đứng là phần phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Căn nhà này hướng nhà là hướng Đông Nam, thoáng trước, thoáng sau. Tính từ vị trí ngôi nhà này, xung quanh có những tiện ích gì ạ? Nó gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, gần Đại học Fenica. Nói chung là phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Hoài Đức, quý vị đi làm ở Quốc Oai, quý vị đi làm theo cung đường Đại lộ Thăng Long, hoặc quý vị đi làm theo cái cung đường Tố Hữu, Lê Văn Lương đều rất là ok. Ngoài cái phần cổng kia là có cái cửa riêng, thì ở phần cửa chính của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế cho quý vị là một lớp cửa nhôm sinh pha 5 năm. Này, cửa nhôm hệ sinh pha 5 năm đấy ạ. Rồi là ngoài phần cửa chính thì thiết kế thêm cửa sổ thông thoáng, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Với những ngôi nhà này thực tế luôn, nếu như không quay tại thời điểm này thì đã bán rồi mọi người ơi. 6 căn mà đã bán 3 căn và chỉ còn 3 căn. Cho nên đợt này Ngọc Ánh cũng đã chia sẻ với mọi người là em sẽ cố gắng quay từ phần thô này, rồi là phần hoàn thiện này, để quý vị có thể cân đong đo đếm xem là với cái thời điểm này mình có mua hay không. Giá nó cũng rất là hợp lý khi mà mua tại phần móng này, phần thô này, phần hoàn thiện mọi người nhé. Đó, đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Với phần phòng bếp thì còn thiếu tủ bếp nữa thôi. Tất nhiên là với ngôi nhà này thì sẽ hoàn thiện đầy đủ chỉn chu như một số ngôi nhà mà em review cho quý vị. Thì căn nhà này nào còn thiếu về điện này, thiếu về tủ bếp nữa này, thiết bị vệ sinh nữa là xong. Và căn nhà này thì trong một tuần nữa là có thể bàn giao nhà cho quý vị rồi. Một tuần nữa nếu như mà vẫn chưa bán thì Ngọc Anh sẽ quay phần hoàn thiện review đẹp long lanh lên cho mọi người nhé. Đây là phần khoảng sân sau, vô cùng là thoáng. Với khoảng sân sau này thì quý vị có thể để máy giặt ở đây. Phần sân trước có thể phơi quần áo hoặc là phơi ở đây. Cái này thì tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Cái này thì Ngọc Anh chia sẻ cá nhân thôi, bởi vì khi mà em đã bán một số căn thì có những nhà người ta thích để máy giặt ở phần tầng 1. Có những nhà thì thích di chuyển lên trên tầng 3, tầng 4. Còn cái khoảng sân này thì tùy mục đích sử dụng. Hoặc là ví dụ mọi người có thích chế biến đồ tươi sống thì không phải thiết kế ở trong nhà, không phải phần bếp này mà là ra ngoài này. Đó. Rồi là ở phần tủ bếp hướng ra phần sân thoáng sau cũng có cửa sổ vô cùng là thoáng. Hệ thống trần thạch cao, phòng bếp, phòng khách đều đầy đủ. Thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 1. Đầy đủ bồn cầu vòi xịt, vòi rửa, máy bơm nước. Lên trên các tầng sử dụng của ngôi nhà, toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang thiết kế từ tầng 1 lên các tầng là thiết kế gỗ, mặt bậc cổ, bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Xin mời quý vị theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và Ngọc Anh đang đi lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Với phần cầu thang đi lên rất là rộng, thoải thoải, không bị dốc. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị hai phòng ngủ thoáng trước và sau. Nó có hơi ngổn ngang và nó chưa có điện. Tuy nhiên thì quý vị vào trong phòng là cảm thấy đấy ạ, ánh sáng thông thoáng tự nhiên, nó không quá tối. Đằng sau nó có cửa sổ, hệ thống trần thạch cao, đèn led. Màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Phần gạch lát nền là kích thước gạch 60-60 vân đá màu trắng.
Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Đây. Nhà xây mới. Cái phần hoàn thiện này thì khoảng tầm 1 tuần sau là xong hết mọi người ạ. Đây là phần phòng ngủ hướng ra phía bên ngoài. Hướng nhà là hướng đông nam. Quý vị nào đang tìm hướng đông nam mà tìm diện tích rộng sân cổng riêng thì ngôi nhà này đúng là chân ái luôn đấy ạ. Đây. Và cái cửa sổ này thì rất là thoáng, ban công mở thực tế hướng ra phía bên ngoài. Với vị trí ngôi nhà này, xung quanh chợ trường, phường trạm, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, đầy đủ, phạm vi bán kính chỉ khoảng tầm 800 mét thôi mọi người nhá. Ủy ban nhân dân cũng như là trạm y tế rất là gần và tiện thoáng. Phòng vệ sinh tầng 2 sử dụng cho hai phòng ngủ trước và sau. Đây. Căn này là vừa lắp điện rồi mọi người ạ. Còn em xem căn bên cạnh này chưa lắp điện. Đây là phần phòng vệ sinh. Đó. Nói chung nhà có như thế nào, hiện trạng như thế nào, em đang quay tại thời điểm đó thì em sẽ chia sẻ với mọi người giá bán để cụ thể ở dưới phần bình luận. Ở cụm dự án này còn 3 căn và vẫn có căn 4 tầng. Cái căn này em quay là căn 3 tầng thôi mọi người ạ. Và cái căn 4 tầng em sẽ để ở video sau nhé. Mời người theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. À, đây là phần tầng 3 của ngôi nhà quý vị nha. Trên tầng 2 thiết kế hai phòng ngủ trước và sau. Tầng 3 của ngôi nhà thiết kế công năng cho quý vị sử dụng tương tự như thế. Hai phòng ngủ trước và sau. Như em đã chia sẻ với cái căn nhà này 3 tầng thì tầng 1 là quý vị có thể phơi quần áo ở dưới nhé. Còn ở trên này vẫn tận dụng thiết kế tổng là được 4 phòng riêng. Phù hợp cho một hộ gia đình diện tích rộng, thích có sân cổng riêng, phù hợp với gia đình nào mà đang có con nhỏ nữa để các bạn thì có cái không gian chơi tương đối là thoáng. Phòng vệ sinh ở tầng 3 và đây là phòng ngủ ở tầng 3. Nói chung nhà có như thế nào thì em quay review cho quý vị như vậy. Căn nhà này vuông vắn. Với cái thông số nhà quý vị muốn tìm hiểu rõ hơn, chi tiết hơn thì cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế.